Tư thế chiến binh số 2 là tư thế nền tảng trong yoga mà bạn nào cũng cần nên biết. Tư thế này giúp cho cơ đùi, cổ chân, đầu gối khỏe hơn, còn giúp mở khớp hông, kéo giãn cơ nối xương chậu và thắt lưng và dây chằng và bắp chuối, săn chắc cơ mông, cơ bụng, cơ lưng và khớp vai. Để thực hiện tư thế này, chúng ta mở rộng hai chân hơn vai. Mũi chân trước hướng về thảm, xoay mũi chân sau ra bên ngoài vuông góc ngang. Giữ cơ thể trên một mặt phẳng và hai tay song song với sàn, úp hai tay xuống và hướng dài cột sống lưng, siết nhẹ bụng và mông để giữ chắc cơ thể. Lỗi sai đầu tiên, chúng ta hay đổ đầu gối về trước quá nhiều, hay giữ cổ chân và đầu gối trên một đường thẳng. Lỗi số 2, bạn thường xuyên không xoay khớp hông sang hai bên, khiến đầu gối bạn bị đóng vào bên trong, gây áp lực lên dây chằng và đầu gối. Và lỗi cuối cùng, do chân bước quá xa và gây đau mỏi cơ đùi và gây áp lực lên khớp gối trước nó, và sẽ gây mất kiểm soát khớp hông, gây ra tình trạng võng lưng và đau thắt lưng. Bạn hãy giữ khoảng cách vừa phải theo cơ thể của mình.